Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của anh em mình. Thì hôm nay bên Nhật là tuần lễ vàng thì các anh em chuẩn bị tiệc tùng đến đâu rồi? Anh em tôi hôm nay là có một em này để làm tiệc đây. Các anh em nhìn có trắng trẻo một mà không? Hôm nay anh em tôi sẽ làm một món, đó là món lợn quay. Thì bây giờ còn phải đang làm lông cho em ấy đã, bởi vì mua đặt trên mạng mà. Thế là họ làm ẩu lắm, còn đầy lông chân này. Một con lợn này á, ở Việt Nam giờ chắc là người ta chưa à. Bên này anh em tôi mua tính cái tiền Việt 4 triệu rưỡi một con đấy anh em ạ. Nhìn thấy khủng không? Bây giờ tập trung vào chuyên môn á, cạo lông đã. Chứ không chốc nữa không ăn được. Quang cho ăn phần nào không? Tôi thích ăn đuôi hơn tay, cho tôi ăn thử tay. Đuôi á? Đuôi này nó có một mỏ này các bạn. Tuần lễ vàng anh em bên Nhật này tổ chức tiệc tùng linh đình như thế nhỉ? Chạy, có cả đấy. Lồng đấy như thế này. Và lấy khay đốt than con này. Chuẩn bị đi. Thì lợn anh em mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi, cạo lông rồi, rửa sát muối rồi, rất là sạch rồi. Thì bây giờ mình sẽ tẩm ướp và khâu bụng nó lại và chuẩn bị quay anh em nhé. Thì đây là nước sốt để mình tẩm vào. Có mình anh em mình không có lá mắc mật thì mình dùng hạt mắc mật khô, ớt, tỏi, sả, với lại một chút gia vị, xì dầu. Mình trộn vào đây là mình xay nhuyễn hết ra rồi nha anh em nhé. Giờ thì mình sẽ cho vào bụng nó và khâu bụng nó lại. Thì ở đây bên này bên Nhật nên là gia vị nó không được đầy đủ anh em ạ. Chứ có ha lá mắc mật mà nhét vào bụng nó thì lúc nướng ăn thơm lắm. Thôi mình dùng hạt. Chát đều nó chốc quay nó ngấm vào thơm nó vàng lợn.
Ui, hấp dẫn đấy, nhìn hấp dẫn chứ. Mùi thật là hạt đúng không? Thơm quá. Cho hết vào tất cả các ngóc ngách của nó. Chưa gì đã tưởng tượng một con lợn quay bằng gươm ạ. Nhét vào mồm. Nhét vào cọng họng đó. Vẻ hơi nhiều nhỉ. Thôi chắc nên để mình cho ra mình chấm. Làm nước chấm. Chắc nước của con lợn nó ra nữa là có một món nước chấm thì tuyệt vời. Nắng nó là nằm ngửa rồi. Nằm ngửa ôm nắng rồi. Lấy cái bộ da đi. Lợn là 15 cân, không cần bệnh ổn đầu lại đi ông ơi. Đồ rừng kia sạch hơn. Hả? Quay đầu lại. Đầu đầu nó vẫn. Thôi chạy cái đi, để xoay mà. Nào quay quay đi ra một cái cam, con nào con nọ để gần nữa đấy.
anh em ơi. Nâng cốc chúc mừng anh em, chúc anh em tuần lễ vàng vui vẻ. Ô, xin chúc tất cả anh em nhé. Anh em thấy phong cảnh anh em tôi ngồi đây quay lợn như tây. Cái lợn vàng ươm này. Ôi giời, em lợn vàng chưa? Chẳng hết tình. 3:14. Cái này là từ nó xoay không? Quay anh quay phim phát này, anh quay phim bình thường quay phim, hôm nay phim ngồi quay tay này. Ừ. Đây bạn quay phim bạn đang ngồi quay tay anh em ơi. Chào anh em đây anh Luân ơi. Chào anh em nhá. Còn cái thằng này chỉ có đớp thôi. Ừ, thấy đớp đúng rồi. Quay làm gì, cái thằng này đớp thôi. Đây là Macan này. Con lợn được 3 tiếng rồi anh em nhá. Thì giờ nó khá là vàng rồi. Nhưng mà bên trong vẫn chưa chín đâu, nước máu chảy ra rất là nhiều rồi. Anh em mình dự trù nó phải khoảng tầm 2 tiếng nữa. Mình nướng chậm chắc, không vội vàng sẽ cháy. Cái sạch đúng rồi đấy. Thời tiết hôm nay gọi là tuyệt vời, nắng ấm. Sau 5 tiếng thì các lợn anh em mình đã chín rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ chặt nó ra nhé. Hợi đầu chảng. Khi đầu chảng. Phê phê phê. Ôi, ôi, hấp dẫn quá tuyệt vời luôn. Qua mà lấy đĩa đi. Lấy đĩa, lấy đĩa. Ừ. Đĩa. Mang một số đĩa nhiều nhiều đấy nhá. Chắc luôn. Đĩa không để hết được đâu. Chín đẹp đấy. Chín đẹp luôn anh ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chín đẹp luôn. Anh làm gì ấy? Đấy, anh làm gì ấy? Mẹ à. Như cái chó à nhỉ? Như cái chó luôn. Thầy. Dao này của anh. Anh Luân chặt được không? Anh Luân chặt đi để Thùy đi vào nào, nút chấm đi. Tọng giữa này. Này, chắc còn cái quần đùi đó. Nhắm không? Quần đùi đầy, tiêm đưa cho. Quay nữa. Con dao anh của anh luôn lõm giữa rồi. Con dao của bà lắm bồm. Bỏ mang con dao mới vừa rồi không em. Mẹ dao nó mới gì bị trồ thu ngay. Nó lõm giữa này không thể chặt được. Chặt đẩy đâu rồi đẩy. Quang không cần đẩy, Quang trồng đĩa một lên. Đi nào xong cái đây cầm để ra. Chứ con dao dài nó nhiều diện tích không dài. Sao cái đầu nó chín này nhỉ? Đầu chín rồi. Đầu đuôi em chặt. Đoán này dự đoán có thưởng nào. Không có đâu. Ra giòn, giòn các bạn. Giòn. Ok ok. Ra giòn. Ôi giời, nó rời ra luôn rồi. Đi khác đi. Đó, bỏ tiền ra bên. Cũng quay thật ra rồi. Sống nằm sang nó cả. Mình ăn thì được nhưng mà nó thổ chí nha. Rời hết rồi. Lạnh lắm. Lạnh lắm. Anh em mình chắc trước, thèm lắm rồi, chảy hết nước rãi rồi. Cho anh em xem nhé. Không cho nữa bảo ổn, không là không nói được cái gì đâu. Không quay gì à? Quay phim trích nữa rồi.
Anh làm cái viên trà nhảy bắn lại em rồi. Cho máy bắn lại. Bắn phần nào? Bắn cho máy nổ sóng bắn. Thôi thì đi. Nổ nổi lên. Ê bốc khói đi. Rồi giờ hết đĩa rồi. Lại người lại. Hả? Hả? Tí cho cuốn đập bụi lên cho nó. Hết lắm. Hết đi vào đi. Vào đi. Ở đây là lật quần áo xí nhỉ. Mà thôi anh Luân giờ đi bắt tàu về được rồi đấy. Giờ bắt tàu về được rồi. Tàu. Giờ bắt tàu về. Thôi, về luôn đi. Vũ. Đây từ từ. Vũ làm miếng muối. Đấy đưa bừa cho miếng to cũng được, thằng này người to cũng to được luôn hả? Được luôn, bụp luôn. Đây. Không có nhiều. Phải chọn. Đưa bừa miếng cho nó. Đây. Mà chưa có nước chấm tí nữa. Chưa có nước chấm. Thôi lẹ. Tí nữa vào. Đây khổ khoảm anh uống rượu. Vớt tím nạc nạc cho anh em mình nhé. Cố còn rất đầy nạc cái gì đâu này. Chưa gì lo thiệt rồi. Đấy về miếng bạc cho anh em tranh nhau tí. Đi check đi Thủy ơi. Xếp luôn xếp đi. À, ngon kìa. Rồi được rồi. Đấy, còn cái đó cho vào đằng kia ông ơi. Ô, bị phải bầm. Còn miếng thủ ạ. Bây giờ anh em mình xin tạm biệt nhá. Nhưng chốc mua vào bữa bầm lắm, không thể nào nói chuyện với các bạn được đâu. Nhá, tạm biệt các bạn nhá. Bye bye.